Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được cảm ơn Thẩm mỹ viện Gangnam Kali đã bảo trợ cho TNP Channel. Quý vị nào muốn có gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn hoặc sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc với Thẩm mỹ viện Gangnam Kali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 714-227-5789, 714-227-5789 hoặc gửi email là thẩmmyvienkangnamkali@gmail.com. thẩmmyvienkangnamkali@gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn Thẩm mỹ viện Gangnam Kali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả khán thính giả. Và bây giờ, như thường lệ, chúng ta bước qua phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là nhà lãnh đạo Belarus, ông Lukashenko cảnh cáo rằng ông ta sẽ không ngăn chặn di dân bất hợp pháp tìm cách xâm nhập vào các quốc gia của EU. Belarus sẽ không có kế hoạch ngăn chặn những di dân bất hợp pháp gây cơn khủng hoảng trong vùng khi mà băng qua quốc gia này để tìm tới các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu. Nhà lãnh đạo của Belarus là ông Alexander Lukashenko đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Nga vào ngày thứ Hai. Quý vị có thể thấy được xung quanh cổ tôi tất cả lệnh cấm vận và họ đòi hỏi và tôi sẽ bảo vệ và buộc tôi phải bảo vệ cho EU trong lúc mà họ cấm vận tôi. Điều này sẽ không xảy ra, ông Lukashenko đã cho biết như trên. Trong khi đó thì giới chức của Âu Châu và đặc biệt là Ba Lan cáo buộc rằng Tổng thống Vladimir Putin và ông Lukashenko, đồng minh của ông Putin, đã tìm cách sử dụng cái lực lượng di dân bất hợp pháp tràn vào EU từ năm 2021 và sử dụng họ giống như là một cái thứ vũ khí và trong đó cung cấp cho họ chiếu kháng và cái di chuyển tới khu vực biên giới này. Tuy nhiên thì ông Lukashenko cho biết là việc mà Liên hiệp Âu Châu tìm cách gọi là cấm vận đối với là Belarus thì cũng không có để cho Belarus phải nhân nhượng cho Âu Châu. Trong khi đó thì Ngoại trưởng của Ba Lan đã lên tiếng và nói rằng điều này cho thấy là Âu Châu và Liên hiệp Âu Châu đã gia tăng cái biên giới rất nhiều. Tuy nhiên thì không kiểm soát được vấn đề ảnh hưởng chính trị và điều này rõ ràng là một cái sự cam kết và gây khó khăn cho Âu Châu. Trong khi đó thì Ba Lan đang có đường biên giới với lại phía Belarus và họ biết cho biết là họ phải xây dựng một cái loại hàng rào cao 5.5m và trong đó có điện và có cả hệ thống giám sát. Thay vào đó thì đồng thời họ cho biết rằng là gần như là mỗi ngày đều có người băng ngang qua biên giới và cảnh sát cũng như lực lượng biên giới cho biết là số lượng đã gia tăng rất nhiều trong những ngày gần đây. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất. Trong khi đó thì cảnh sát của Đức đã lên tiếng và nói rằng biên giới của họ có 3.117 người đã xâm nhập biên giới từ phía Belarus và tìm cách băng qua biên giới của nước Đức và riêng trong năm nay là 11.932 người. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Lithuania đã bắt đầu cho xây dựng một căn cứ dành cho lực lượng quân sự của Đức trú đóng gần biên giới của Nga. Bản tin từ ở Lithuania cho biết thì quốc gia này đã bắt đầu việc xây dựng một căn cứ quân sự và trong đó có thể chứa khoảng 4.000 binh sĩ tác chiến của Đức và sẽ hoàn tất trước năm 2027. Và đây được xem là một trong những căn cứ trú đóng quân sự ngoại quốc vĩnh viễn trên lãnh thổ của Lithuania và của lực lượng quân sự Đức lần đầu tiên khai triển ra ngoài quốc gia của họ kể từ đệ nhị thế chiến. Đức cam kết rằng sẽ khai triển lực lượng của họ tới các quốc gia của NATO và Liên hiệp Âu Châu, trong đó bao gồm những quốc gia có đường biên giới với Nga. Vào năm ngoái, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Đức là Boris Pistorius đã lên tiếng so sánh rằng quyết định này là đã khiến đồng minh buộc phía của Đức phải thúc đẩy một cái chính sách cứng rắn hơn giống như thời chiến tranh lạnh và bảo vệ cho phía Tây của Âu Châu trước tình trạng tấn công của Xô Viết. Và nhà lãnh đạo về quốc phòng của Lithuania đã ước lượng rằng quốc gia này đã chi ra trên 1 tỷ euro trong vòng 3 năm tới để phát triển căn cứ quân sự này, được xem là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất trong lịch sử của quốc gia này. Và đây là một cái đầu tư lớn cho một quốc gia có 2.9 triệu người với nền kinh tế đứng hàng thứ hai xa, được xem là đứng hàng thứ 1/10 của Đức, xin lỗi quý vị, là bằng 1/10 của Đức. Và hiện nay thì căn cứ này sẽ đặt tại Rudnikai, được xem là nằm gần với thủ đô là Vilnius, chỉ có cách khoảng biên giới của Nga và đồng minh của Nga là Belarus khoảng 20 cây số và nơi đây sẽ có khoảng 4.000 binh sĩ, các cái kho chứa về vũ khí cũng như các xe tăng và các dụng cụ quân sự khác cùng với lại một số những cái trọng pháo có tầm bắn xa. Và đây được xem là một trong những khai triển mới nhất của phía Lithuania nhằm bảo vệ cho biên giới của họ giữa họ và Nga cũng như là Belarus. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Nga đã gửi lời than phiền tới Đức trong cái việc mà phá hoại ống dẫn khí đốt Nord Stream Pipeline. Bản tin mới nhất từ Moscow cho biết Nga đã gửi một cái khiếu nại tới Đức trong việc mà điều tra năm 2022 vụ nổ tại đây và được biết rằng là một cái vụ phá hoại trên cái ống dẫn khí đốt Nord Stream Pipeline. Và cơ quan truyền thông của Nga báo cáo vào ngày thứ hai sau khi mà nghi can chính trong vụ này đã bắt giữ tại Ba Lan. Giới truyền thông Đức báo cáo vào tuần trước là công tố viên của Đức đã xác nhận nghi can là một công dân của Ukraine và người này là một thợ lặn bị tình nghi là một trong những kẻ đã phá hoại ống dẫn khí đốt Nord Stream Pipeline và đã gửi cái giấy truy nã từ ông này tới Ba Lan và Ba Lan nhận được cái sự truy nã của Đức và tuy nhiên thì nghi can đã rời khỏi quốc gia này giữa lúc mà Đức đã không để tên ông này trong cái danh sách bị truy nã theo lời của công tố viên Ba Lan nói với hãng thông tấn Reuters. Moscow tin rằng Đức đã điều tra và đã đóng lại cái hồ sơ này mà không có một cái trách nhiệm nào. Trong khi đó thì chúng tôi đã gia tăng cái vấn đề này với phía của Đức và ảnh hưởng của các quốc gia trong việc mà dưới cái thỏa thuận chống khủng bố của Liên Hiệp Quốc. Một trong những phát ngôn viên của Nga đưa ra và chúng tôi đã chính thức có những cái lời than phiền tới quan hệ song phương bao gồm đã gửi tới Berlin. Trong khi đó thì ngoại trưởng của Nga là Sergei Lavrov nói với lại một cơ quan truyền thông là Đức cần phải trả lời tất cả những câu hỏi này. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức đã lên tiếng và bác bỏ cái sự khiếu nại này. Chúng tôi đã có những cái sự gọi là liên lạc với chính quyền của Nga. Tuy nhiên ông ta đã không cho biết chi tiết của cuộc điều tra trên và ống dẫn khí đốt này thì giá hàng tỷ Mỹ Kim gồm có ống dẫn khí đốt Nord Stream Pipeline 1 và 2 là chuyển khí đốt từ ở vùng biển Baltic và trực tiếp vào của nước Nga, vào nước Đức và đã bị nổ vào tháng 9 năm 2022, tức là 7 tháng sau khi mà Nga mở cuộc chiến toàn diện tại Ukraine và chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm cho cái vụ nổ này. Nga tái nhắc lại là vụ tấn công này là chủ mưu phía sau là Hoa Kỳ, Anh Quốc và cả hai quốc gia này đều bác bỏ lời cáo buộc của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một người Ả Rập gốc Do Thái đã bị thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một vụ bắn trên đường phố tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Bản tin mới nhất từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cảnh sát tại Istanbul đã mở một cuộc điều tra toàn diện sau khi một người Ả Rập gốc Do Thái đã bị sát hại và trong đó hai người khác đã bị thương trong một vụ bắn ở trên chiếc xe của họ. Theo tường trình của giới chức đưa ra vào ngày thứ hai, người đàn ông này được xác nhận là một thương nhân có tên gọi là Abdul Qadir Anas và thân phụ của ông đã bác bỏ bất kỳ một cái động cơ chính trị nào trong vụ tấn công trên. Chúng tôi không có vấn đề liên quan tới chính trị. Chúng tôi là công dân Do Thái gốc Ả Rập và gốc nguyên thủy của chúng tôi là người Palestine. Người cha đã nói với lại hãng thông tấn ở tại Thổ Nhĩ Kỳ như trên và việc này dường như là cuộc tấn công và gần như là những tay súng thầm lặng này đã tiến tới hiện trường và bắn vào các nạn nhân trong lúc ngồi trong xe và rời khỏi hiện trường. Và Thổ Nhĩ Kỳ trong năm qua đã gần như là cung cấp một cái thiên đàng cho các viên chức của Hamas cư ngụ tại đây. Tháng 12 thì cơ quan tình báo nội địa của Do Thái là Sinbad cho biết là một cái tổ chức của ông này đã bị nhắm vào mục tiêu và Hamas ở bất cứ nào bao gồm luôn cả Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau khi mà cuộc chiến của Hamas và Do Thái bắt đầu, chính quyền của Thổ Nhĩ Kỳ sau đó nói rằng cuộc tấn công này có động cơ và có liên quan tới vấn đề tiền bạc và ba nghi can này dường như là liên quan tới một cái vụ gọi là chi chác về những cái quyền lợi không đồng đều và họ đã băng ngang qua biên giới của Bulgaria với 2 tiếng rưỡi đồng hồ sau vụ bắn này. Và trong một bản statement trên mạng xã hội thì chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ tấn công này là ba vụ khác nhau trên chiếc xe khi mà họ rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và để nỗ lực tránh tình trạng bị bắt giữ và ít nhất có 7 người đã liên quan tới cái âm mưu này trong cái cuộc tấn công. Đây được xem là một vụ tấn công mới nhất diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ cho biết Do Thái đã chấp thuận thỏa thuận ngưng bắn và cảnh cáo phía Hamas là sẽ không còn cơ hội kế tiếp. Bản tin mới nhất cho biết thì nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ là ông Antony Blinken lên tiếng cảnh cáo về cái việc mà cái hiệp ước ngưng bắn trong thời gian gần đây có thể là cái cơ hội cuối cùng cho phía của Hamas để chấm dứt cuộc chiến 10 tháng với Do Thái. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, người đang có mặt tại Trung Đông đã nói với các thông tấn viên vào ngày thứ hai là Thủ tướng Do Thái ông Benjamin Netanyahu đã đồng ý là sẽ có một cái bản kế hoạch về một cái cầu nối cho cái thỏa ước ngưng bắn này và phía Hamas thì hiện nay vẫn chưa đồng ý theo lời của ông Antony Blinken. Và ông Blinken cho tới giờ phút này tiên đoán rằng nhóm dân quân Hồi giáo đây là cái cơ hội cuối cùng của họ để có thể đạt được thỏa thuận với phía Do Thái và quyết định này gần như là tốt nhất và có thể là lần cuối cùng. Đây là cơ hội để đưa các con tin trở về nhà và có một cuộc ngưng bắn để tất cả mọi phía đều có được một cái hòa bình và ổn định an ninh ở khu vực. Ông Blinken đã phát biểu vào ngày thứ hai theo tường trình của tờ Washington Post. Tuy nhiên
Thì phía Hamas ngày Chủ nhật cho biết rằng họ đã rút ra khỏi cái việc mà thỏa thuận này sau khi cáo buộc rằng ông Netanyahu đã tăng cường thêm một số điều kiện trong đây. Trong khi đó thì ông Blinken cho biết là hiện nay những gì mà chúng ta thấy được là phía Hamas đang có chiếm lấy cái cơ hội này hay không. Và cuộc chiến đã bắt đầu từ ngày 7 tây tháng 10 sau khi mà Hamas đã tấn công vào miền nam của Do Thái, khiến cho hơn 1.200 người bị thiệt mạng và bắt giữ hơn 250 con tin. Do Thái đã tấn công lại ở khu vực dải Gaza và khía y tế của Hamas cho biết là khoảng 40.000 người Palestine đã bị thiệt mạng. Và cuộc chiến đã kéo dài 10 tháng qua và bây giờ đang có nguy cơ là sẽ mở rộng cuộc chiến này sau khi mà có cái cuộc gọi là đối đầu giữa phía của Do Thái và phía Hezbollah cũng như chính quyền của Iran. Tiếp theo việc chỉ huy của Hezbollah và một lãnh đạo chính trị của Hamas đã bị sát hại tại Tehran và chỉ huy trưởng của Hezbollah đã bị sát hại tại Beirut. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới tình hình tại Trung Đông có thể sẽ giảm được căng thẳng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết là bản tin liên quan tới việc mà một số tiểu bang đã khởi kiện chính quyền khởi kiện một tổ chức có tên gọi là Live Nation Amen để sửa đổi yêu cầu và đòi bồi thường. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Tư pháp của hơn 20 tiểu bang đang tìm cách đòi bồi thường với lại tổ chức có tên gọi là Live Nation Entertainment và việc bán các cái ticket, tức là ticket master, tức là những cái vé giải trí của họ, cáo buộc rằng họ đã thao túng thị trường trên tất cả những cái chương trình đại nhạc hội lớn và trên toàn quốc. Trong đó cái tiếp theo cái đơn kiện nguyên thủy đã được gửi hồi tháng 5. Bộ Tư pháp và một số tiểu bang đã khởi kiện 3 tháng đối với lại tổ chức gọi là Live Nation và tranh luận rằng cái việc mà quảng bá cho tất cả những cái chương trình đại nhạc hội và Ticketmaster đã có những hành động được xem là bán tay vé một cách gọi là bất hợp pháp và gây tổn thương cho các nghệ sĩ. Và một số tiểu bang đã bắt đầu đưa ra thiệt hại với cái luật của tiểu bang, trong đó là theo nguyên thủy của đơn kiện, và trong đó nói rằng là cái vực mà chống sự thao túng này thì họ đang tìm cách là ít nhất là phải trả tiền bồi thường gấp 3 lần so với thiệt hại của họ. Trong ngày thứ hai thì 10 tiểu bang đã tham gia vào đơn kiện này ở tại Manhattan, ở tại New York, và 26 tiểu bang kể cả Washington DC cũng đã lên tiếng và nói rằng họ đã bị thiệt hại và đại diện cho các cư dân của họ. Trong khi đó thì Bộ trưởng Tư pháp của New York là bà Leticia James cho biết trong một bản statement bà đang tìm kiếm sự thiệt hại cho các cư dân tại New York trong việc mà Live Nation và Ticketmaster đã có những hành động và gọi là thao túng vé ở trên tất cả các loại vé này. Các tiểu bang khởi kiện gồm có Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, New Mexico, South Dakota, Utah, Vermont đã tham gia cùng với đơn kiện, và tổng cộng số tiểu bang khởi kiện lên tới 39 tiểu bang và Washington DC. Đây được xem là đơn kiện lớn nhất nhắm vào một tổ chức về giải trí và chuyên bán vé cho các chương trình đại nhạc hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và chính quyền của Joe Biden đã bắt đầu một cái chương trình cung cấp quốc tịch cho những người mà di dân bất hợp pháp nhưng lại đám cưới với một công dân Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết thì bắt đầu từ ngày thứ hai, ước lượng có khoảng 500.000 người di dân bất hợp pháp, tuy nhiên lại có cái người phối ngẫu của họ là công dân Hoa Kỳ sẽ có một cái lộ trình để gia nhập quốc tịch. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà chính quyền của Joe Biden đưa ra. Joe Biden đã đề nghị một cái đường hướng quốc tịch mà không cần phải rời khỏi quốc gia nếu như họ ở Hoa Kỳ trên 10 năm và ít nhất họ đã bước vào cái lãnh thổ Hoa Kỳ từ năm 2012 và trong đó nằm trong chương trình gọi là Deferred Action for Child Arrival, tức gọi là chương trình DACA trước đây. Và điều này có thể giúp cho hàng trăm ngàn người có thể ở lại Hoa Kỳ trong lúc mà họ không có cha mẹ của họ. Và các người phối ngẫu với lại những người quốc tịch Hoa Kỳ có mặt ở Hoa Kỳ 10 năm từ ngày 17 tây tháng 6 năm 2014 và tới bây giờ thì họ và trước đó thì họ có thể có được cái lộ trình này. Và phía chính quyền cho bên ước lượng rằng có khoảng 500.000 người sẽ được quyền lợi trong số này và có ít nhất 50.000 người con nuôi sẽ được nhận vào trong cái chương trình này. Đây là một trong những cái chính sách mới nhất của Joe Biden nhằm có thể dọn đường cho việc mà có thêm những lá phiếu bầu cho đảng Dân Chủ sau khi mà ông ta cho phép những di dân bất hợp pháp mà ở chung với những người phối ngẫu là công dân của Hoa Kỳ đều có thể có cái lộ trình nhập cư một cách hợp pháp nếu như họ có thời hạn ở Mỹ trên 10 năm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, trường Đại học California, tức là University of California, đã bắt đầu có những cái quy tắc mới để dành cho các cuộc biểu tình. Trường Đại học California trong ngày thứ hai đã ra lệnh cho 10 cái khuôn viên trường đại học và các lãnh đạo của các khuôn viên này là phải có hành động mạnh mẽ trong những cái quy tắc
mới nhằm ngăn cấm các cuộc biểu tình cản trở tất cả những người khác tiếp theo cuộc cắm trại biểu tình bài Do Thái trong năm ngoái. Và trường đại học và chủ hiệu trưởng của trường này là Michael Trott trong ngày thứ hai đã gửi một lá thư cho tất cả cộng đồng giải thích rằng việc thay đổi chính sách này là trường cam kết về quyền tự do tìm hiểu học hỏi, biểu tình và kể cả quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên thì các quyền này sẽ không cản trở những người khác và không gây hại cho sự an toàn của người khác cũng như là gây khó khăn cho các quyền dân sự của người khác. Trong lá thư gửi ra thì ông Trump nói rằng đây là một trong những cái đa số của các trường đại học nhằm bảo vệ cho các phía một cách an toàn hơn, không bị cản trở bởi các cuộc biểu tình. Và ông ta nói thêm rằng những ai vi phạm vào những chính sách quy tắc mới của trường đại học này sẽ tùy theo mức độ và sẽ bị trừng phạt tùy theo mức độ nếu như họ biểu tình và vi phạm các quy tắc mới này. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một những thành viên trong cộng đồng cảm thấy được an toàn khi mà họ đi theo đuổi các cái việc học hỏi, nghiên cứu và kể cả chăm sóc bệnh nhân trong lúc mà họ làm việc ở khuôn viên trường đại học. Chúng tôi mong muốn rằng tất cả các thành viên hiểu được rằng những gì xảy ra cho họ đều là được sự bảo vệ của nhà trường, bất kể là ở phía nào. Đây được xem là một trong những chính sách mới của trường đại học California. Tiếp theo vụ mà có một loạt các cuộc biểu tình trên các trường đại học của Hoa Kỳ do các nhóm ủng hộ Palestine và bài Do Thái tổ chức. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và ủy ban bầu cử tại Georgia mà được mô tả là do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua quy luật trong đó có thể sẽ trì hoãn việc mà xác nhận các lá phiếu bầu. Bản tin mới nhất từ Georgia cho biết thì ủy ban bầu cử của tiểu bang mà được cho biết là do đảng Cộng hòa kiểm soát đã chấp thuận một cái quy tắc mới vào ngày thứ hai về quyền bỏ phiếu và nói rằng có thể cho phép các viên chức ở địa phương trì hoãn việc xác nhận cái kết quả bầu cử vào tháng 11. Trong đó có tiềm năng là sẽ có những cái cuộc bỏ phiếu được xác nhận sau khi diễn ra ở các tiểu bang được xem là những tiểu bang chiến lược. 5 thành viên trong cái ủy ban này gồm 3 người bảo thủ và trong đó họ nói rằng là họ đã bỏ phiếu 3-2 trong việc mà tăng cường cái quyền lực của ủy ban bầu cử và các thành viên để điều tra về các kết quả bầu cử cũng như xác nhận về các lá phiếu bầu. Trong khi đó thì ông Trump đã ca ngợi cái quyết định này ở Georgia sau khi mà nói rằng là cái việc bầu cử của năm 2020 là cuộc bầu cử đã có nhiều lộn xộn và có nhiều cái bất minh. Và hiện nay thì vấn đề gọi là lá phiếu gian lận ở Hoa Kỳ vẫn rất là hiếm. Tuy nhiên thì cho tới giờ phút này thì phía đảng Cộng hòa đang tìm cách siết chặt ở các tiểu bang chiến lược về tất cả những cái quyền bầu cử cũng như là quyền kiểm phiếu một cách gắt gao hơn và phải xác nhận tất cả những lá phiếu bầu. Cho tới khi nào mà những lá phiếu này được xác nhận là chính chủ thì mới có thể được đếm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Chủ tịch Hạ viện đã lên tiếng kêu gọi các công dân là phải chú ý tới cái bản báo cáo về tình trạng gọi là tham nhũng của gia đình Joe Biden. Chủ tịch Hạ viện là ông Mike Johnson thúc giục người dân Hoa Kỳ là phải đọc hết bản báo cáo của thành viên đảng Cộng hòa của 3 ủy ban trong cái tiến trình điều tra đàn hạch đối với ông Joe Biden và trong đó ông ta đã có những hành vi được xem là đáng để đàn hạch. Các ủy ban của Hạ viện đã đưa ra tất cả và họ đã vượt qua tất cả việc giám sát cũng như ủy ban tư pháp và ủy ban đường hướng để mà xác nhận tất cả những bản kết luận này. Chúng tôi khuyến cáo tất cả người dân Hoa Kỳ nên đọc bản báo cáo này về tất cả những chi tiết về cái tham nhũng trong gia đình của ông Joe Biden, đặc biệt là cái chính quyền của Joe Biden và Harris và đảng Dân Chủ hiện nay đang tìm cách che đậy tất cả những sự thật với người dân Hoa Kỳ. Và tiến trình đàn hạch này đã được công bố vào ngày thứ hai sau khi mà ông Joe Biden đã bị kết luận là ông ta đã có những hành vi có thể dẫn tới tình trạng đàn hạch với ông ta về việc lạm dụng quyền lực trong lúc ông ta làm phó tổng thống và cản trở tư pháp trong vai trò tổng thống để ngăn chặn tất cả những cái ảnh hưởng tới gia đình của ông ta trong cái việc mà gây ảnh hưởng trên toàn cầu. Đây toàn bộ là những cái hành động tham nhũng đã được phát hiện bởi các ủy ban và trong đó gồm có 292 trang. Tổng thống Joe Biden đã biết rõ là ông ta đã sử dụng ảnh hưởng của ông ta như thế nào và ông ta đã lạm dụng cái vị thế của ông ta trong cái vị trí ở trong cái công việc của ông ta và ông ta rõ ràng đang lừa gạt dân chúng Hoa Kỳ để làm giàu cho gia đình của ông ta. Bản báo cáo này đã được ra ngay ngày đầu tiên mà đảng Dân Chủ có cái đại hội của họ tại Chicago và các thành viên đảng Dân Chủ dự tính là sẽ đứng sau lưng và ủng hộ cho bà phó tổng thống Kamala Harris, người đã thay thế ông Joe Biden sau khi mà ông Joe Biden rút lui ra khỏi cuộc tranh cử vừa qua. Và bản báo cáo công bố ngày thứ hai chưa kết luận là sẽ tiến trình đàn hạch này có thể sẽ dẫn tới một cuộc đàn hạch hay không. Tuy nhiên thì nó cũng dọn ra một cái lộ trình cho Hạ viện và Thượng viện, kể cả khi Quốc hội quyết định là sẽ tiến tới việc đàn hạch ông Joe Biden trong những tháng sau cùng ông ta ngồi ghế tổng thống. Và điều này cho thấy là đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục sử dụng cái việc mà đàn hạch với cựu tổng thống Trump và điều này cho thấy là nó sẽ diễn lại với ông Joe Biden và rõ ràng đây là một trong những cái bản kết luận của phía Hạ viện đưa ra và cho thấy tình trạng tham nhũng trong gia đình của ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và liên quan tới tình hình của Đại hội Đảng Dân Chủ ngày hôm nay thì các cuộc biểu tình đã diễn ra ở tại thành phố Chicago mà các giới chức tại đây cho rằng họ đang cố gắng gìn giữ cho cuộc biểu tình được ôn hòa. Những người biểu tình đã tụ tập bên ngoài cái đại hội của Đảng Dân Chủ ở ngày hôm nay thứ hai và nói rằng họ đoan chắc sẽ lên tiếng nói của họ phản đối cuộc chiến tại dải Gaza và một số vấn đề khác. Trong khi đó thì các viên chức của thành phố Chicago nói rằng họ sẽ cố gắng cam kết giữ các người biểu tình trong ôn hòa. Những người biểu tình cho biết họ dự tính là sẽ không thay đổi khi mà ông Joe Biden rời khỏi cuộc đua và ngay lập tức họ đã chuyển qua bà Kamala Harris, người đã nhận cái sự đề cử của Đảng Dân Chủ trong tuần này. Các nhà hoạt động nói rằng họ sẵn sàng lên tiếng nói của họ và những thông điệp cấp tiếng của họ trước cái lãnh đạo của Đảng Dân Chủ. Chúng tôi sẽ đưa ra cái phần của chúng tôi và rõ ràng chúng tôi sẽ ngăn chặn cái tình trạng diệt chủng, chấm dứt sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Do Thái và đứng bên cạnh người Palestine. Đó là lời phát biểu của Hatem Abu-Daye, được xem là phát ngôn viên của một cái liên minh gọi là Coalition to March on the DNC, tức là một cái liên minh để mà tụ tập biểu tình trước Đại hội Đảng Dân Chủ, trong đó bao gồm luôn hàng trăm tổ chức khác nhau. Và thị trưởng Brandon Johnson nói rằng các giới chức đang chuẩn bị và thành phố Chicago sẵn sàng cho tất cả những chuyện này. Chúng tôi đã sẵn sàng. Trong khi đó thì Chicago được xem là có cái cộng đồng Palestine rất lớn, được xem là lớn nhất trên toàn quốc, và các xe bus đã chở tất cả những nhà hoạt động trên toàn quốc tới đây. Những nhà tổ chức cho biết là họ hy vọng trong cái ngày tối thứ hai thì cuộc biểu tình sẽ lên tới 20.000 người. Tyler Cook, một trong những nhà tổ chức với tổ chức có tên gọi là Freedom Road Socialist Organization, đã bay từ Atlanta đến tham dự cái cuộc biểu tình này. Và Cook cho biết rằng nhóm của ông ta đã thúc đẩy tất cả Đảng Dân Chủ phải chấm dứt việc hỗ trợ cho Do Thái, đặc biệt là tập trung vào bà Harris. Chúng tôi nói rằng bà Kamala, bà là một người đương tờ có cái sự phức tạp và người dân nghĩ rằng bà giống như Joe Biden trong lúc bà là tổng phó tổng thống. Và bây giờ chúng tôi nói rằng bà cần phải chấm dứt những gì mà bà, nếu như bà muốn lá phiếu của chúng tôi. Trong khi đó thì một số người khác gồm có Media Benjamin, 71 tuổi, bay tới Chicago từ Washington DC với một nhóm phụ nữ biểu tình kêu gọi hòa bình. Và bà nói rằng bà ta cảm thấy sửng sốt khi chính quyền Joe Biden trong thời gian gần đây đã đồng ý chấp nhận 20 tỷ Mỹ Kim vũ khí bán cho Do Thái. Và điều này là một sự kêu gọi của đất nước chúng ta là phải chấm dứt cái chuyện này ngay lập tức, và chúng tôi sẽ rất bực tức giận với chuyện này. Rất nhiều những người biểu tình đã lên tiếng và phản đối cuộc chiến của Do Thái tại dải Gaza, trong đó là kêu gọi chính quyền của ông Joe Biden và bà Kamala Harris là phải chấm dứt hỗ trợ cho Do Thái và quay sang ủng hộ cho Palestine. Đây được xem là một trong những cái nhóm mà biểu tình, và họ hy vọng rằng ngày hôm nay họ sẽ quy tụ được khoảng 20.000 người để phản đối cái cuộc đại hội của Đảng Dân Chủ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Đổng lý văn phòng Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng Joe Biden sẽ hoàn tất công việc của ông ta trước khi mà ông ta chấm dứt nhiệm kỳ. Đổng lý văn phòng của Tòa Bạch Ốc là Jeff Zients nói với tờ Axios trong ngày thứ hai là ông Tổng thống Joe Biden sẽ hoàn tất công việc của ông ta trong 5 tháng còn lại trên cái ghế Tổng thống. Ông Zients đã nói tờ Axios sau khi mà ông Joe Biden rút ra khỏi cuộc tái tranh cử và gọi khi mà ông nói rằng đây là cái tin tức mà ông biết được, và 6 tháng còn lại thì ông ta sẽ tiếp tục thực hiện cái vai trò của mình và sẵn sàng cho cái tương lai của đất nước Hoa Kỳ. Tổng thống tin rằng mỗi một ngày đều có xảy ra việc và chúng tôi sẽ hoàn tất trong vòng từ đây cho tới khi ông ta hết nhiệm kỳ. Đây là lời phát biểu của Đổng lý văn phòng Joe Biden đã đưa ra ngay sau khi có nhiều lo ngại rằng Joe Biden sẽ không đủ sức để có thể tiếp tục cái ghế tổng thống của ông ta cho tới khi hết nhiệm kỳ vào ngày 20 tây tháng 1 sắp tới đây. Và nhiều nguồn tin cho rằng ông ta sẽ có suy sụp sức khỏe nếu như mà cuộc chiến tại Trung Đông bùng nổ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và trong khi đó thì Kamala Harris đã tuyên bố rằng bà ta vẫn duy trì mức thuế đánh vào các công ty 28%. Bà Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết bà ta sẽ tiếp tục duy trì cái mức thuế tăng lên tới 28% nếu như bà ta vẫn thắng cử vào ngày 5 tây tháng 11 sắp tới đây, so với ông Trump tuyên bố rằng ông sẽ giảm thuế cho các corporation. Phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử của Harris là James Singer nói trong một lời phát biểu mới nhất là tất cả sẽ lấy ra tiền từ những đại công ty để có thể bắt họ phải chia sẻ lại. Và trong khi đó, ông Trump cho biết là trước đây ông đã đánh cái thuế này từ 35% xuống còn 21% trong cái giai đoạn mà ông nắm quyền tổng thống. Và ông cam kết rằng sẽ duy trì cái mức cắt này một cách vĩnh viễn. Trong khi đó, bà Harris cam kết rằng bà ta sẽ tiếp tục chính sách của Joe Biden và sẽ không tăng thuế với những ai mà làm dưới 400.000 một năm. Và trong coi chính sách kinh tế tuần trước thì Harris đã đưa ra một loạt cái chính sách giảm thuế cho những người dân có lợi tức thấp và ban lệnh cấm thổi giá đối với các công ty sản xuất về các cái lương thực cũng như là các mặt hàng trong ngày. Và bà ta nói rằng bà ta sẽ chiến thắng nếu như mà bà ta có được cái cơ hội để mà thực hiện cái chính sách kinh tế của bà ta. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cuối cùng, cựu Tổng thống Trump lên tiếng và cho rằng đảng Dân Chủ bây giờ là đảng xã hội chứ không còn là đảng Dân Chủ. Bản tin mới nhất cho biết giữa lúc đảng Dân Chủ đang sẵn sàng cho cái đại hội của họ tại Chicago, cựu Tổng thống Trump, ứng cử viên của Đảng Hòa lên tiếng và nói rằng đảng này đang trên con đường đi tới chủ nghĩa xã hội. Trong một cái post bỏ trên trang True Social của ông vào sáng ngày thứ hai hôm nay, ông Trump nói rằng những kẻ biểu tình cực tả hiện nay đang rượt theo đảng Dân Chủ bởi vì họ biết được rằng họ đang suy yếu và họ tìm cách gọi là phá vỡ và thúc đẩy đảng này đi theo hướng xã hội chủ nghĩa. Và nếu như họ làm công việc của họ và họ có một chút may mắn thì đảng Cộng sản sẽ có mặt tại đất nước Hoa Kỳ. Ông Trump đã viết gì trên và họ đã sẵn sàng và rất cần gần gũi. Ông Trump đã chỉ ra cho thấy bà Kamala Harris, thân phụ của bà ta, là một nhân vật giáo sư giảng dạy về chủ nghĩa Marxist, và Donald Harris vốn là thân phụ của bà Kamala Harris, được mô tả bởi New York Times là một người luôn chỉ trích về cái nền kinh tế và theo cái giả thuyết thường nghiêng về phía tả. Và đồng chí Kamala Harris có những điều sẽ lạ lùng sẽ diễn ra, ông Trump đã viết trên trang True Social như trên. Và trước đó thì ông Trump nói rằng tình trạng tội ác tại Hoa Kỳ đã ngoài tầm kiểm soát, và ông chỉ ra cho thấy tại Chicago có 117 người đã bị bắn và 17 người khác đã bị sát hại trong ngày 4 tây tháng 7, và đây là cái vùng đất chiến tranh và nó đang diễn ra. Tôi có thể mang lại cái tình trạng giảm tất cả tội ác trên toàn quốc Hoa Kỳ, và đất mẹ của chúng ta đã mất đi những đứa con bởi vì tình trạng suy yếu và cái chính trị cực tả và cấp tiến đã tìm cách cho cái tội ác lan tràn khắp Hoa Kỳ. Tôi sẽ ngăn chặn tất cả những bạo động tại Hoa Kỳ, ông đã cho biết như trên. Và dữ liệu được công bố vào tháng 3 bởi FBI, trong đó cho thấy trên 13.000 nhân viên công lực trên toàn quốc cho thấy số lượng mà sát nhân trên toàn quốc giảm 13% trong năm 2023. Trong khi đó thì các cái mức độ tội phạm khác đã giảm 6%. Trong khi đó thì các cái vụ tội ác liên quan tới việc mà cướp bóc thì gia tăng 4%. FBI đã đưa ra cái bản báo cáo của họ vào hồi tháng 10 năm ngoái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của quốc tế ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin cập nhật tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!